Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hồn Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ lên án việc Việt Nam tuyên án nhà hoạt động YouTuber Nguyễn Chí Tuyến 5 năm tù. Ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án nhà hoạt động kiêm YouTuber Nguyễn Chí Tuyến với mức án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự về những bình luận về chống tham nhũng. Ông Nguyễn Chí Tuyến, hay còn được gọi là anh Chí, là thành viên tích cực của phong trào No You, nói không với đường lưỡi bò của Trung Cộng ở Biển Đông, sở hữu hai kênh YouTube chuyên bình luận về chính trị xã hội ở Việt Nam và thế giới, với hàng trăm bài nói chuyện được phát trực tiếp về nhiều chủ đề và số lượng người theo dõi tổng cộng lên đến 160.000 người. Ông bị bắt vào cuối tháng 2 vừa qua với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt. Vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. Ngay sau khi Tòa án Hà Nội tuyên án, Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ ra thông cáo lên án biện pháp đó của Việt Nam. CPJ đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay và vô điều kiện cho Nguyễn Chí Tuyến. Trước phiên xử một ngày, tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch cũng có đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại khu vực Đông Nam Á, nêu rõ trong thông cáo rằng việc kết án ông Nguyễn Chí Tuyến là vi phạm trắng trợn mới nhất của Hà Nội đối với quyền tự do báo chí tại Việt Nam. Chiến dịch liên tục bịt miệng các nhà báo phải chấm dứt. Thống kê thường niên mới nhất của CPJ cho thấy Việt Nam là quốc gia tồi tệ thứ 5 trên thế giới về việc bỏ tù các nhà báo. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, có ít nhất 19 nhà báo bị giam cầm ở Việt Nam. Hoa Kỳ lần đầu xuất cảng quả đào, xuân đào sang Việt Nam. Sau nhiều năm đàm phán và tháo gỡ các vướng mắc về kiểm dịch thực vật của cả hai bên, thì Hoa Kỳ mới đây cho biết rằng quả đào và xuân đào trồng tại tiểu bang California đã lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã bày tỏ vui mừng khi thông báo rằng hai loại quả này đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhập vào thị trường Việt Nam. Bà Jenny Lester Moffitt là thứ trưởng chuyên trách các chương trình tiếp thị và quy định về pháp lý của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, được cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ dẫn lời nói rằng việc quả đào và xuân đào của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Việt Nam mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức những quả đào và xuân đào chất lượng cao và ngọt ngào từ California, và các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ có thêm thị trường cho sản phẩm của mình. Chị Nguyễn Kiều Oanh, đại diện của Clever Fruit, nơi nhập lô đào và xuân đào đầu tiên từ Mỹ vào Việt Nam, cho kênh VOA biết rằng người tiêu dùng Việt Nam khá là thích thú với hai loại quả này. Chị cho biết thêm là khi bọn em đưa thông tin trên các trang mạng xã hội của Clever Fruit rằng chúng tôi sắp có quả đào, xuân đào của Mỹ, thì phản hồi của khách hàng người ta rất là quan tâm và cũng đến hỏi thăm về thời gian khi nào sẽ có các sản phẩm này tại các cửa hàng của Clever Fruit. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang giao Bộ Chính trị. Văn phòng Trung ương Đảng hôm nay 16 tháng 8 cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Cơ quan này đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Tại cuộc họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vào Bộ Chính trị. Như vậy, ông Lương Tam Quang đã chính thức gia nhập nhóm quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc bổ sung ông Quang. Bộ Chính trị Việt Nam hiện có 16 ủy viên. Cũng trong ngày 16 tháng 8, Ban Bí thư đã có sự bổ sung với 3 gương mặt mới, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Cả ông Quang và ông Ngọc đều từng là Thứ trưởng Bộ Công an dưới thời Tô Lâm, làm Bộ trưởng Bộ này, và đều là đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm. Sự bổ sung ông Quang vào Bộ Chính trị và ông Ngọc vào Ban Bí thư được đánh giá là càng củng cố sức mạnh chính trị của ngành công an và quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại thời điểm trở thành Bộ trưởng Công an hồi tháng 6 2024, Thượng tướng Lương Tam Quang chưa có chân trong Bộ Chính trị.
Đây được coi là một trường hợp ngoại lệ. Bộ trưởng Bộ Công an là chức danh quyền lực, nếu không có chân trong bộ chính trị thì sẽ không được tham gia các cuộc họp quan trọng của nhóm lãnh đạo cao nhất của đảng. Việc được vào bộ chính trị sẽ giúp ông Lương Tam Quang gia tăng cơ hội thăng tiến trên chính trường. Vốn đầu tư Trung Cộng đổ mạnh vào Việt Nam. Xét về số vốn đầu tư thì Singapore vẫn đứng đầu, nhưng xét về số dự án đầu tư mới thì Trung Cộng là nhà đầu tư đang dẫn đầu. Vốn đầu tư nước ngoài FDI, Trung Cộng vẫn đang tăng tốc đổ vào Việt Nam. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy rằng trong 7 tháng năm nay, Singapore đã dẫn đầu với tổng vốn FDI vào Việt Nam gần 6.52 tỷ đô la, chiếm gần 36.2% trên tổng vốn đầu tư và tăng hơn 79% so với cùng kỳ. Hồng Kông đứng thứ hai với hơn 2.19 tỷ đô la, chiếm 12.2% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Kế đó là Nhật Bản, Trung Cộng. Tuy vậy, Trung Cộng vẫn dẫn đầu về số dự án đầu tư mới chiếm gần 30%, tăng gấp 7 lần và trở thành nhà đầu tư lớn thứ 6 trên tổng số 146 đối tác đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận xét rằng vốn FDI từ Trung Cộng có sự xuất hiện tên tuổi, nhiều tập đoàn có quy mô quốc tế trong các lĩnh vực như công nghệ, điện, điện tử, chế biến chế tạo, hạ tầng cơ sở, năng lượng tái tạo, xe điện. Thực tế ghi nhận nếu vốn FDI Trung Cộng vào Việt Nam trước đây thường tập trung vào các ngành nghề sản xuất, gia công đồ gỗ gia dụng, sắt thép, giày da, may mặc, chế biến thực phẩm, bao bì nhựa, thì mấy năm trở lại đây, vốn Trung Cộng chuyển dịch sang các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất công nghiệp, điện tử ô tô, năng lượng xanh. Việt Nam cần đẩy nhanh phát triển công nghiệp phụ trợ hàng không. Theo các chuyên gia, trong khi đội máy bay và phi trường mới tăng mạnh, ngành công nghiệp phụ trợ hàng không Việt Nam lại nhỏ bé, không tương xứng. Đây là nhận định được các chuyên gia nêu lại chương trình đầu tư hàng không Việt Nam Training MRO Logistics tổ chức ngày 15 tháng 8. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, đội máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến ngày 15 tháng 3 là 222 chiếc, trong đó 203 máy bay thương mại do các hãng trong nước khai thác. Tuy nhiên, số lượng đội bay này không phản ánh hết quy mô bởi các hãng có thể thuê ngắn hạn các phi hành đoàn thuê ước khi cần thiết. Chưa kể một số hãng đặt mua thêm máy bay, hồi tháng 2, Vietjet Air và Airbus đã ký hợp đồng đơn hàng hơn 100 máy bay và những chiếc đầu tiên dự định bàn giao năm nay. Việt Nam hiện có 22 phi trường phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm. Theo quy hoạch, số phi trường sẽ tăng lên 30 vào năm 2030 và 33 vào năm 2050. Dự đoán 10 năm tới, số hành khách vận chuyển sẽ lên gần 300 triệu người. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ngành hàng không đang phát triển khập khiễng vì phụ thuộc vào nước ngoài. Thực tế, các hãng chỉ mua máy bay và thiếu phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ như bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu, sản xuất chế tạo phụ tùng, máy móc hỗ trợ. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần nghiên cứu các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng không. Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập cảng. Pate nhiễm khuẩn Salmonella khiến 149 người ăn bánh mì ngộ độc tại Đồng Tháp. Kết quả kiểm nghiệm được Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp công bố hôm nay nói rõ rằng pate gan do tiệm Hồng Ngọc tự sản xuất. Cụ thể, trong 51 mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân có 29 mẫu nhiễm vi khuẩn Salmonella. Xét nghiệm 4 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm Hồng Ngọc gồm chả lụa, jambon, pate gan, xúc xích tỏi, dưa chua thì món pate gan cũng nhiễm khuẩn này. Kết luận điều tra cũng ghi nhận tiệm Hồng Ngọc vẫn bán các sản phẩm, thực phẩm khác ngoài bánh mì, thịt dù bị cơ quan hữu trách yêu cầu ngừng hoạt động ngay sau khi 20 công nhân ngộ độc phải nhập viện. Tiệm Hồng Ngọc cũng thiếu một số hợp đồng nguyên liệu, tủ bày thức ăn không có trang bị dụng cụ chống côn trùng hay động vật gây hại, xâm nhập. Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều. Sở Y tế Đồng Tháp nay kiến nghị thành phố Hồng Ngự phải bị phạt tiền. Sở Y tế Đồng Tháp kiến nghị thành phố Hồng Ngự nay phạt tiệm bánh mì Hồng Ngọc vì hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc từ 5 người trở lên, mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, tiệm có thể bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 3 đến 5 tháng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV. Với Trương Minh và Julie, xin đăng ngái mến chào quý vị.